Ok, chào mừng mình với trở lại chương trình hôm nay. Trong ngày mai mình sẽ chơi một cái game của Roblox, nó là Truck Simulator. Bằng một cách kỳ như nào đó mà con game này có tới 350 ngàn người chơi. Đây thì cái cách mà chúng ta chơi đơn giản, chúng ta sẽ được click như thế này. Đấy, thấy không? Các bạn click. Và khi nào có gì mới mình sẽ quay lại. À, gì đấy? Ồ, cái gì vậy? Ok, cái gì mới mình sẽ quay trở lại. Và khi click được 150 lần thì mình sẽ được nhận 100 cái click. Bây giờ mình sẽ có một cái nhiệm vụ, chính là đi mở cái trứng đầu tiên. Mình sẽ đi mở cái trứng đầu tiên nhé, và trang bị con thú. Thì trong đây nó có 250, 2.500, 1.500.000 và tiền nạp. Tất nhiên như mình sẽ chọn 250 rồi, nó vừa với túi tiền của mình. Mình sẽ mở một nhé. Wow, một con hiếm, con chó hiếm. Nó là cái con hiếm nhất trong đây. Hên nè. Đây. Và tiếp theo là mình sẽ trang bị nó ở đâu nè. Đây. Nó sẽ cho mình ít ba cái click à. Ồ, xin hết. Mình Đầm mình hai quỳ. Đầm mình hai quỳ cứ cho một thì bây giờ nó sẽ ít ba. Và nếu mà anh em hỏi vì sao mình rớt ra 8 ấy, bởi vì mình có quay trúng cái mà trong vòng 10 phút tiếp theo mình sẽ được gấp đôi cái click. Và bây giờ nhiệm vụ kêu mở thêm hai cái trứng bầy xịt nữa này. Bây giờ mình sẽ có tiền đến đâu nhỉ? Đó, nó nằm nốt não. Nó đang là 1.900. Ok, bây giờ mình sẽ mở x3 cho nó chiến này nha. Ô vậy mua nhiều trứng thì phải mua cái gói nạp rồi. Báo vừa thôi. Thỏ này. Mở tiếp này. Mèo này. Còn hiếm một con nữa. Một con nữa là đủ rồi, sẽ tập nha. Một con nữa. Chó. Ducky. Tôi rất thích Ducky này nha. Tôi rất thích Ducky. Và chúng ta sẽ có x3, x2 và x1. Mình nghĩ x1 nó không đáng để cho mình mang vào. À không, cái này là x5 credit này. Ô khoan, từ từ, bây giờ mình đang 12, nếu mình lên x1 rồi. Nó lên 14. Ô, cái gì đấy? Cái này là cộng hay là x? Ô, nó là cộng đấy mà. Bởi vì mình click một lần ấy là 1. Và cái này nó x6, có nghĩa là nó cộng 6 ấy là mình 7. Xong rồi do hiệu ứng x2 mình sẽ lên là 14. Ô, thì ra là thế, thì ra là thế. Để cái x đó là, nó là nhân anh em nhé, x nó là cộng nhé. Đấy, bây giờ thì chúng ta có thể mở một cái trứng cái đất à, đằng này à. Con này không đủ tiền, mình có thể chuyển sinh này. Ồ, rồi đã bay tôi win rồi, đã đi. Chuyển sinh nó nằm đâu nhỉ? Đây, cửa hàng chuyển sinh. Đó, kim cương này. Nói chung là mình cũng rất là hên luôn á, mình có được cái con hiếm nhất. Bây giờ mình sẽ mở, mình không biết là mình có ra được epic không, mình nghĩ là rare là được, không cần epic đâu. Và một con rare, oh yeah, một con cáo cáo. Ok đấy, mình có thú vui là chơi game mình sưu tập, nên mình sẽ mở hết mấy cái bọn chấm hỏi này ra. Đây là một cái sở hết duyên. Ô, con sói, cái con cá này nó chín luôn à, xỉn á. Bỏ con đó đi. Ôi, nó cầm thêm 14 cái click. To mấy nồi. Có cái nút reverse kế bên này. Nó tốn 800 click để reverse một lần. Nếu mà mình reverse một lần ấy, mình sẽ được cầm thêm một lần click. Đấy, và bây giờ mình sẽ click 60. Còn nếu mà mình reverse thêm cái nữa thì 90. Holy. Ok. Vui phết. Và hành nhiệm vụ chúng ta có mở trứng hàng mặt trời và rebirth thêm một lần nữa, rebirth luôn chưa, và lại không nhỉ. Đấy, và nhân vụ trả nhiệm vụ trứng hàng mặt trời. Đây là hàng mặt trời đúng không? Inter S à, không phải, hàng mặt trời là đây, nó là một 1.500.000. Đấy, sau khi mà mình có gì hot mình sẽ quay trở lại. Ok, mình phiên anh em mình đừng làm theo mình nha, chính là x10 rebirth một lần.
và 400 mới hit. Nó đã gì đâu. Thì cái để ít có cái việc rebuff 10 lần liên tục nữa thì sau một lần khổ cực thì anh em sẽ được nếm trải cái như cảm giác là thăng hoa cái kiểu ấy, nhưng mà cái điểm yếu của nó là hai là chúng ta rebuff từng cái nè đó, ta rebuff từng cái thì nó lại lời không nhiều, bởi vì mỗi lần click chúng ta sẽ có giá trị nhiều hơn, có nghĩa là ví dụ anh em click 100 lần đi nhưng mà anh em rebuff một lần từ từ ấy thì nó sẽ nhiều hơn gì click 100 lần nhưng mà chúng ta để rebuff ít 10 đấy. Nhưng mà cái này là do sở thích cá nhân nên mình mới là chỉ bớt ít người anh em ạ. Và cái hiệu ứng rất cho nên nhìn ở trên màn hình cái 2:50 và còn 2 phút nữa là mình sẽ hết x2, có nghĩa là mình click chỉ được mấy trăm thôi chứ mình không lên được tới như đây nữa. Rồi đã xong phần này rồi nè, thì cái cách mà để có được cái xong cái áp trứng này rất dễ nhé. Thì mình cứ việc mà phá những cái con mà mình không rõ, sau đó mình cho nó auto, sau đó mình sẽ ra ngoài lướt web coi YouTube các kiểu, nó sẽ gon ra trường hợp ra cái con này thôi, còn những ngay nó mà ron mấy con mình đánh chú ít ấy, thì nó sẽ tự động xóa và bam. Và mình đã biết được một cái cách để cho bọn mình cấp, tức là chúng ta cứ tự rất nhiều rồi bọn mình sẽ lên cấp hơn. Không muốn nhầm trong bọn này mình cũng đã làm hết rồi đấy, mình đã nói nhưng mà mình quên tên con này hết rồi, mình cũng nhầm. Mình cũng bây giờ mình sẽ coi thử một lần click mình bao nhiêu, 5k chắc xịn đấy nha. Và chuyển sinh ấu về, bây giờ mình đã chuyển sinh 120 rồi, rất xịn. Bây giờ mình sẽ đây mình sẽ mua cái x2 đó vào trong này, còn cái x3 này rất là mắc đây, và nhiệm vụ bây giờ mình sẽ đi lên cái đó bay này rồi. Không biết là nên được không, mình sẽ về 3 giờ click luôn cho nó kinh tế rồi. Đây cào thôi. Bây giờ mình rồi, nãy giờ mình cũng được khá khá rồi, bây giờ mình sẽ mua thêm cái đốt 100 nữa. Rồi không, cái đốt 100 này mất, mình có mở được 9 thằng mặt trời với mình 1.000 năm, ok, sắp đủ rồi. Và bây giờ cái đồ hiếm trong hỏi này là gì nhỉ? Wow, Luna Furnace ra ở ra nhầm ra đà thành ra bao nhiêu vui vui. Nhìn cái con này nó cầm tới 39, nó chiến gì đâu ơi, nó chắc chèn con dê rồi. Rồi bây giờ mỗi lần lít của mình là có 10k nè, rất là giàu luôn ấy. Bùm và bùm, ui được 2.5 này, còn tiếp cái con bé này nó đang cái thứ gì nó rất là hiền. Ui thêm một con rare nữa, được thế nha, sao nhân phẩm cho nó to thế. Ok, sao cũng được. Cái đồ banh này, thậm chí cái con này nó còn nhiều hơn cái con banda của mình. Con banda mình chưa kịp lên cấp nữa. Ôi về ít 106, mình sẽ xóa hết mấy con mình thành bắt. Còn mỗi lần rút của mình bây giờ lên tới 14k mỗi lần anh em, rất là xịn. Và có gì hot mình sẽ quay lại. Ok nào, thì mỗi lần rebirth ấy là chúng ta sẽ ngay một rebirth này còn lại chuyển sinh ấy. Mỗi lần rebirth thì chúng ta sẽ mất hết toàn tiền luôn đó, cho nên bây giờ mình sẽ mua một con cấu nguyên tố đắt à, mình muốn không biết phiên dịch nó sao. Mua một con đấy thì mỗi lần mà chúng ta rebirth thì chúng ta sẽ nhận được 10 gem, mình đã rebirth 180 lần rồi, được 1800 gem. Con này hiện thế, con này chắc chơi đấy, được tới 50 này rồi, rất là ok nha, rất là dân chế. Mình sẽ mua thêm con nữa, tại sao lại không nhỉ. Và bỏ con Luna Phoenix này đi. Ấu dịp đi 139 click, có khi nào trong tập này mình lên được 200 click nữa. Và mình sẽ mua một cái nút 50 rebirth như mình đã nói rồi đấy. Yes, đúng rồi, như mình đã nói là mỗi lần rebirth ấy là mình sẽ mất hết tiền luôn, có nghĩa là dù mình tích, dù như mình đã tích 2 triệu trong người đi
thì mình reverse một phát x1 thôi, chỉ 32k, nhưng mà mình sẽ mất hết toàn bộ số tiền đó. Nhưng mà nếu mà có cái nút này thì chỉ cần mình có 2 triệu trong người mà mình bấm cái nút này thì nó sẽ đỡ hiện cái rất nhiều. Để ý mình là gì, mình sẽ test thử nhé. Và 185, 235, đã gì đâu. Rồi, hiện tại mình đã đạt tới cái mức gì bớt đó, chính là gì bớt 500 rồi nè. Và mình sẽ mua cái nhảy 2 lần, cái nhảy 3 lần chứ. Ấu về. Và chúng ta có sẽ phải mở cái hòn đảo mới để có thể tiếp tục đi. Và nếu mình nhớ nhầm thì có một cái chỗ nó bắn mình lên đây rồi. Thì chính là cái chỗ nó bắn mình lên, mình sẽ tiết kiệm được khá khá nếu mình đi cái này. Rồi, và có được 3 lần nhảy thì nó mọi thứ nó rất là suôn sẻ. Vừa gáy xong. Ok. Đấy. Mà thứ nó lại trở nên đơn giản rồi nè. Tôi đã nứt nhiều cái này, tôi thì bớt một phát thì tôi trở thành hiểu năng. Chắc mình sẽ dùng tiền đó đi. Yeah, mình đã unlock mình đã mới. Mình sẽ dùng số tiền này để mình mua gì bớt chết. Bớt chết có gì không? Tôi còn chưa kịp nhìn thấy quà. Và mình thấy hòn đảo này và mình chưa thấy cho mở trứng. Và mình đã có một cái cổng đầu tiên để mình có thể mà đây lên. Bây giờ mình sẽ nếu mà mình có thể đi tới cổng này thì mình hà đi tới, chứ mình không muốn bỏ 18 triệu của mình ra chỉ để mua cái cổng. 18 triệu đó là số tiền rất là lớn, đó là phần nửa số tiền mà mình đang có hiện tại rồi. Mình sẽ về nhảy vừa lít luôn, cũng nhanh mà. Mong là cái chip tự dâm của mình sẽ lên được. Ui, từ khúc này nhảy bắt đầu núi này mà không còn dễ như trước nữa. Đây rồi. Đừng ơi. Ông cái gì à? Nó sẽ đi và mình sẽ mình đang tìm một kỳ bớt shop. 250 kỳ bớt. Và chúng ta có một con viên dịch thánh là Kitty, một con frog bear shop. What the fuck. Mình sẽ mở cái 25 to đây, đúng rồi, thứ mình cần đây rồi. Bell, một con heo đồ hiếm rare, và nó sẽ là 105. Giờ mình sẽ thử là từ từ có 6k đúng không, thì mình sẽ mua thành 250 bớt chứ. Thì sau đó là sẽ mua thử một con viên dịch sánh là Kitty, đó là 100. Gì đâu, bây giờ mình sẽ farm tiền xịn hơn, mình không mua con viên dịch này nữa. Con viên dịch này bây giờ nó phế rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ chơi đóng luôn. Mình sẽ mua cái frog bear set này giá 27k đẹp. Mình ok, cái chơi lớn này có vẻ là ấy, nhưng mà 532 xỉn hết. Nó còn cái gì, nó còn tự động click cho mình mỗi giây nữa, xỉn hả? Nó tự động đây anh em nhìn này, nó tự động click cho mình mỗi giây luôn. Rồi ghê, con này đúng được đáng đồng tiền bất gạo. Và mỗi lần mình click nó sẽ lên 3 triệu. Bây giờ mình sẽ show cho anh em, nó chính là cái chỗ mà này mình đã unlock hết rồi anh em. Nó có một con chim, một con âm, một con phượng và một con âm khác. Đây, thôi cũng chỉ thấy rồi. Còn cái chỗ mà tới trên này thì mình unlock nhưng mà chưa hết. Còn cái con cuối này khó gạo quá nè. Và mình để ý là cái con mà nó càng nằm sâu phía dưới thì nó càng cho nhiều, kể cả nó cùng loại chẳng hạn, ví dụ con chim cánh cụt thì sẽ cho nhiều hơn con này, dù nó cùng là Elbit. Và cái gương mặt ở cái đảo thứ hai,
Ui, nó cho 500 gì bớt à, xỉn đấy. Cái gương với cái đảo thứ hai này mà. Đây, cái chỗ này nó đã cho mình gì bớt nha, nó không có cho mình tiền, nó cho mình thẳng cái gì bớt này luôn. Đấy, cái này xem, còn cái ở cái đảo, tôi đúng là đảo thứ hai, còn cái gương ở đảo thứ ba thì nó cho mình tiền cái này. Đấy, thì giữa hai này mình thấy là cái thằng cho gì bớt nó xịn hơn, bởi vì thằng gì bớt là có đàn nó có ăn, bây giờ sẽ mua cái này với giá 1,2 tỷ, chúng ta sẽ lên cái đảo cao nhất, à, không cái đảo cao nhất mà đảo cao hơn. Ui, cần thế nhỉ, ức cái gì, ui cần thế nhỉ, rồi bắt cua nó đuối lắm ấy, chứ không không dễ như hồi trước đâu. Mình vừa nhảy nhìn vừa lít tích này, mình đã sau này ra thì mình sẽ mua được cái trứng luôn. Rồi có đây là sẽ lên cấp cái này lên cấp nó cho 540 và 243 nít mỗi giây, sắp lên này, sắp lên đấy rồi, một tí nữa. Yes, đảo dung nham và thằng này tới 5, 5 tỷ dễ mà, 5 tỷ cứ việc 4 lần một cái 1 tỷ 2 là được. Cái shop reboot này nó cho gì đây, một con rồng dung nham. Ô con này nhìn có vẻ chiến đấy này mình, và 1.000 reboot thôi. Nói chung là cái 1.000 reboot này cũng giảm vậy, 1.000 reboot giá 25k. Thì tới đây anh em phải biết một điều đó, chính là cái reboot này mình ít khi là xài quá 250 lắm. Cho nên là mình thấy nếu mà dư ra một tí thì mình xài cũng không hết những cái 1.000 reboot đó, mình xin phép là mình không nhập. Rồi bây giờ mình đang nhắc một lần 3.92, bây giờ sẽ nhận thêm 1.500 cái reward nữa. Còn mình nhắc một lần nó sẽ 5.27. Để chúng ta càng khám phá được càng nhiều đó thì chúng ta sẽ càng được nhiều reward. Và mở trứng thì chúng ta sẽ được tiền. Đó. Và sắp được cái trứng, sắp mở cái trứng nha đầu tiên này. Đây thì có là nhắc trái này, nhắc mỗi tay của mình. Và bèo. Oh, được rare luôn, xịn đấy, xịn đấy, uy tín đấy. Ok, mình sẽ bỏ một con cánh cục đi. Đúng, đúng bữa nãy mình có sẽ quay một con shiny này mà, nhưng mà do mình để chế độ là auto sói nên nó sói mất con shiny của mình. Rất cày. Và mình sẽ cày tiếp và mình sẽ quay trở lại sau. Holy shit. Cái gì đây anh trai? Chắc thế. Ok. Chi đồng hàng phải của gì mà tôi tưởng là nó cho tôi gì nhiều lắm chứ. Hiện tại thì cái bớt mình nó lên được tới 10.000 rồi nên và mình sẽ nhận cái này sắp xong rồi. Mình sắp nhận được rồi. Tôi đâu, mình đã cho nó hơi quá một tí nên mình sẽ canh mình 250. Em thấy là mình ít khi mà để cho nó vượt quá 250 á. Đấy. Và chúng ta nhận được 5 tỷ 3. Thôi nhiều quá, nhiều quá. Đó để cho mình, tại sao mình lại không mua cái 1.000 cái đấy mà hiếm lắm mình mới cho nó vượt qua tới ngàn thôi. Và như tìm mình sẽ làm gì, mình sẽ đưa vô đây để quay trứng thôi. Hiện tại mình sẽ cần phải coi là cái hàng trăm này nó tốn nhiều, 5 tỷ. Mình nghĩ là mình sẽ cần farm thêm đi, bởi vì mình chưa đủ hàng để mình nghĩ là nếu mà mình tới thì cũng được, nhưng mà nghĩ là chưa đủ hàng nữa thôi. Okay. Ra cái gì đó xịn xịn. Vô thành vô đồng xịn đấy, em biết luôn. Một con mắt mập kia, một con gấu dung nham. Ôi giời ơi, mắt mập vút đây bị hòa lên. Ô được thêm 1 tỷ 9 nữa xịn đấy. Qua tiếp được một con mắt mập vút nữa. Yeah, chúng ta đã được một ca clip và 200 ôn 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 rồi 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 đã đến lúc sao 150k kim cương. Mình nghĩ là mình sẽ dùng nó mua con lava lâu lòng
cái con Tabago Dragon. Mình không muốn mua mấy cái kia đâu được. Đó, mà tiền dư quá thì chúng ta có cách giải quyết đó chính là mua trứng thôi. Đây. Đó. Đây chính là cách giải quyết chính của mình. Mắc marketing cái chỗ ốc trứng ở dưới mình có dư tiền để mình gom, nhưng mà mình thấy tỷ lệ 1% đó nó là cái gì đó thấp quá, nên mình để sau này mình gom, nên sau này gom nó chưa muộn đâu. Rồi mình sẽ cày tiếp. Ok, mình đã quay trở lại rồi này, và mình đã có được 100 tỷ. Bây giờ mình sẽ mua cái nhảy X6 bam. Ok, và mình sẽ đi tới cái hòn đảo mới, nó hơi xa đấy, nhưng mà nhảy X6 lo hết. Đấy, nhảy một lần và lên được 2 đảo rồi này, rất nhanh, rất xịn sò. Không mà nói what the fuck, có cả may phát nổ căng thế. Ok, ok. Rồi, qua đây. À, phải chạm vào nó trên xuống chứ đừng có chạm theo kiểu mà chạm theo bề mặt. Và cái con bé của mình lên cấp hết rồi, này là con này cấp 10 rồi, và đặc biệt là mình có một bé shiny. Rất là xịn. Bé shiny một phát là nói chung là nó cũng thay vì shiny cho Pokemon thì nó chỉ hai đó mà, trong đây nó cả tăng cái chỉ số đó, mình kiếm được tiền nữa. Đấy. 20 tỷ rồi, nhanh nào. Theo. Ở nhà. Bung, bung. Và mình đang có 30 tỷ cộng với 34.000 bớt. Bây giờ mình sẽ làm sao để tiêu hết cái số tiền này. Ngày càng 65 rồi. Chắc cũng nhanh. Vậy cái gì nữa, để chơi web nữa, đây, đây. Để phải hàng rồi. Đây đây đây. Đưa đây. Bỏ 1 phát 15 tiếng. Cái gì đây, gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Ô, người, người tốt, người tốt có tồn tại nè, mà không tin được người tốt có tồn tại. Đây, hiện tại là mình 300k cường thì chắc là mình sẽ mua 5.000 gì bớt. Và là mua một con Emerald Pegasus. Shit, tiền mình đang lên nhiều quá. Và nếu mà mình mua trứng bây giờ nó cũng hơi phí à. Về đó mình coi cái trứng như này nó như thế nào. Cái Golden Cup, một con Golden Cup Common thì nó sẽ là nó không, nó không đáng thì mình phải khiên mặt gì bớt rồi nè. 5.000 bớt, ô nhìn nó ổn gì đâu ơi, 5.000 bớt cũng không đủ, lại đổ số tiền rất nhiều. Ủa vậy đây. Một phát cái tự nhiên thành là người già giàu luôn rồi. Ok, còn nếu em thích video này, con đừng like, đăng ký kênh, chia sẻ video này không lên tiếp theo nha. Để các bạn trong những video khác lần sau. Bye bye.